bạn, tôi xin chào cả mọi người nha. Đây hiện tại tôi xin đã phát hiện ra con kỳ nhông. Đó, kỳ nhông hoa nha mọi người. Đây. Con này thì đổi màu rất là khủng nha mọi người. Đây, hiện tại thì đang nằm ngủ đây. Đó. Và là xin giới tiếp cận chúng nha mọi người. Tiếp cận chúng là sao mà giờ bắt được chúng nha. Đây mọi người. Đơn giản nha mọi người. Đây. Đây bản tin thò tay lên và bắt chúng thôi. Đây rất là đơn giản nha mọi người. Đây đây đây, chúng di chuyển đây nha mọi người. Đây, sau chiếc lá. Đó, 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 chúng treo lên rồi. Đây, rất là dễ dàng nha mọi người. Đây, đó. Đây, là chị đã tiếp cận chúng rồi. Đó. Đây, con này nó rất là khủng nha mọi người. Đó. Thôi, đây sẽ tiếp tục cho chúng di chuyển lên cao nha mọi người. Đây, cho chạm với đuôi chúng này để cho chúng di chuyển lên. Rồi đó 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 đó. À, chúng không thể nào nhảy lên cao được như cho nên là khi sát rớt xuống nha mọi người. Đây. Đó 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 đây. Có một điều rất là dễ dàng là chúng đang hạ thấp dần độ cao nha mọi người. Đây. Thì sẽ tiến hành tóm chúng nha mọi người. Đây. Đó. Nào. Đây, đây, rồi 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 rồi. Rồi đây đây đây. Đây, đây. Đó, đó. Bây giờ phải tối lại thì mới tóm chúng được nha mọi người. Đó. Chúng mọi người, nhưng mà không được, chúng này rất chúng rất là ranh ma nha mọi người. Đây. À. Đây. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Rồi, đàn đuổi chúng di chuyển xuống rồi nha mọi người. Đây. Đây, đó. Giờ là cận cảnh nha mọi người. Đó. Đây, một xíu là sẽ bắt được chúng thôi. Đó, rồi đó. Từ chỗ này qua chỗ này, chỗ này. Đây, dần thấp xuống rồi nha mọi người. Đây. Rồi, 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 rồi. Đây, thò tay chụp một phát là bắt chúng luôn nha mọi người. Trời trời trời. Rồi, nó xuống rồi. Đó, di chuyển nào, đó. Thò đầu con kia nó bắt được rồi. Đơn giản nha mọi người. Đây, anh thấy đã túm được nó rồi. Túm được nó rồi, đây. Bye bye.